Dạ vâng, shop bán hàng online lại xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác, đặc biệt là các bác yêu thích đam mê đánh chim sẻ, chim khuyên bằng keo. Trong một cái video giới thiệu sản phẩm hôm nay thì gửi tới các bác những cái mẫu keo mà bên shop đang bán, và đặc biệt là chuẩn bị đến rằm tháng 7 rồi. Các bác đánh làm kinh tế thì các bác nên lựa chọn sử dụng những cái loại keo nó dính và giá thành nó hợp lý để các bác đánh kinh tế làm sao cho nó hiệu quả nó cao các bác nhé. Thì đây là những cái gói keo mà bên shop mới cắt xong để gửi tới tay khách hàng trên toàn quốc. Bác nào mà xem được video em giới thiệu keo đánh chim sẻ cũng như chim khuyên mà cần dùng cái loại keo này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video để bên shop được tư vấn chốt đơn gửi hàng. Thì bên cạnh đó cũng là một cái sào mà bên shop cũng đang bán ra ngoài thị trường cũng rất là chạy các bác nhé. Cái sào này sào về đơn để các bác đánh chim sẻ cũng như là chim khuyên. Thì cái sào này là buổi sáng bên nhà em là cũng đi đánh rồi. Hiện tại là nông lá thì sau khi đánh về là cũng chưa làm sạch. Sau khi đánh như thế này thì các bác lên làm sạch keo trước khi thu các bác nhé. Những cái con côn trùng để từ sáng giờ thì nó cũng bậu và rất là nhiều. Những cái con này thì các bác muốn đánh keo bền ấy thì các bác lên vệ sinh sạch trước khi thu thì keo của các bác sẽ sử dụng được lâu và rất là bền. Còn keo thì bên shop là có hai loại các bác nhé, loại màu xám và loại màu đen. Thì đây là những cái gói hàng mà em mới cắt xong này, cũng ghi đầy đủ thông tin, ví dụ như những cái gói này là gói một cân xám này, cũng ghi ở đây để tí nữa đóng hàng gửi cho các bác khách ở trên khắp cả nước. Thì ngoài keo xám ra thì bên shop có một loại keo đen nữa các bác nhé. Các bác đánh loại nào, thích đánh loại nào thì khi đặt hàng là các bác yêu cầu, rõ yêu cầu ra thì bên shop sẽ gói đúng hàng. Đây là để keo này các bác này. Keo thì ở keo này là nó là keo chung các bác nhé, keo chung kết hợp giữa mủ cao su và keo công nghiệp, độ dính của nó rất là cao, độ dính của nó rất là cao. Khi mà đánh các bác đánh ở nhiệt độ 38-40 độ C thì keo nó không bị chảy các bác nhé. Và đặc biệt rất là róc lông. Đây, ví dụ như những cái lông mà nó còn sót lại thì các bác cầm giật nhẹ ra. Đấy, là nó sẽ không bị dính các bác nhé. Đấy, đặc biệt là rất róc lông mà nó không bị rớt chim. Đấy, sắp đến mùa bán chim phóng sinh rồi. Các bác đánh chim bằng keo thì hãy tham khảo lựa chọn những cái địa điểm bán hàng uy tín để chọn cho mình cái loại keo tốt, làm sao là khi đi đánh thì vừa đạt công mà nó không bị chảy cũng không bị dính, làm sao mà khi mà thu những con chim ấy thì nó sẽ đẹp nhất và bán giá thành của nó sẽ được cao nhất các bác nhá. Đấy, thì một chút nữa thì em cũng vệ sinh sạch cái sào đi, và để đến mai lại đi đánh mấy keo chim khuyên các bác nhá. Thì trong quá trình em làm video em cũng thử giật những cái chiếc lông này ra. Ví dụ như nếu mà các bác mà muốn làm nó dễ hơn thì các bác dùng nước các bác nhá. Dùng nước vào những cái lông này và nhổ ra rất là nhẹ nhàng. Đấy, keo nó rất là róc các bác nhá. Keo này thì cái độ bền của nó thì phụ thuộc vào cái cách bảo quản của mình. Đấy, khi các bác mà muốn đánh được càng lâu ấy, thì trong quá trình là khi mà về thì các bác lên thu ngay các bác nhé, lên thu keo ngay và ngâm vào nước, chứ để như thế này thì những cái con côn trùng ấy là nó bay vào nó rất là dính, nó bay vào nó dính vào đây, và ví dụ dính nhiều quá mà mình không có thời gian nhặt ấy, là thu vào thì keo nó sẽ giảm độ dính các bác nhé, giảm độ dính. Thì ngoài bán keo bán xào ra thì bên shop còn bán những cái loa điều khiển từ xa. Ví dụ như cái dòng loa mà em đang bán này là dòng 898 các bác nhé, 898 Bluetooth. Dòng loa này là bình dân nhất và rẻ tiền nhất, mà cái độ bền của nó thì khỏi phải nói rồi. Các bác sử dụng cái dòng loa này mà khi xem được cái video em giới thiệu thì các bác cho đôi lời đánh giá về cái dòng sản phẩm này. Loa này thì là loa điều khiển từ xa nha các bác nhé. Cái độ bắt sóng của nó thì từ 80 đến 100 mét. Các bác bắt sóng từ 80 đến 100 mét. Ngoài bán loa ra thì bên shop còn bán thêm cả những cái check để các bác đánh. Ví dụ như là đánh check này thì các bác có thể độ vào để đánh chim sẻ cũng như là đánh chim khuyên cho nó hiệu quả các bác nhé. Đánh chim sẻ, chim khuyên cho nó hiệu quả. Đấy, thì một cái video giới thiệu về mẫu keo rồi xào rồi loa.
đến đây là hết. Bác nào mà xem được video mà cần những cái phụ kiện đánh chim sẻ cũng như là chim khuyên thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video để bên shop được tư vấn, được chốt đơn gửi hàng cho các bác. Video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.